chú nướng con gà nhá. Buổi tối của mấy chú cháu nhá. Có mỗi con gà nướng này. Làm tí đêm rồi xem vợ nó có xem không. Vợ không xem thì cẩn thận đấy. Con gà này hơi bé, bốn chú cháu không biết đủ không. Cái này là một món nữa này. Vợ nó chửi. Canh đắng này. Vợ nó chửi. Canh đắng lòng gà lá dâu hùm nhá. Chú không quanh như vụ đâu. Không bao giờ quanh như vụ đấy. Mới thăm yêu à? Nhớ yêu. Đúng rồi đấy chưa? Chưa, chắc có yêu nhớ. Làm gì cơ hả? Món gà hun khói. Vịt này thì nhá. Vịt đắp bùn vào mà đột phát hết. Gà nướng mía nhá. Nướng phải nướng mía nó mới thơm. Quảng cáo hơi nhiều. Mai phải để cây mía này lại cấy nhá. Món tiết canh gà, con gà đánh 18 bát tiết canh. Mai vợ người ta cho. Nói cho nó thật thật tí. Tao cũng muốn anh em xem, tao bảo lắm cho anh em đã sợ. Chìm nó bảo đi sai đấy mà. Chú sợ nhất là cháu gái của chú nó bảo là đấy. Ông đi ông biết thân ông. Dâu hùm này chú nấu canh đắng. Món canh đắng nấu từ lá dâu hùm. Vợ xem gì đó. Không cháu xem. Quay cháu ấy mà. Vợ xem rồi. Gà nó ngủ dấu ấy. Bây giờ chú đang bắt nó đào nắp giả để đào. Cổng của chú chưa làm giả cái cổng thôi. Nghe nên nó xả xuống là nào mẹ nó không có kè đâu, mình là đây là lòng gà nấu với lá dâu hùm, nó bắt nạt mình đầu tàu, mình người dân thì mình kiến nghị ngay. Ở bên nhà cháu thì từ cái lá đấy mà cô nó về sau này hậu quả nó sụt xuống này. Ừ. Nó có thể bù mà. Ừ, nó có phát sinh mà. Nhưng mà cái nhà mình cái gõ. Tạm biệt các cô chú để tạm biệt thầy. Gà chín vàng ươm. Mùa này với mùa kia vẫn là phải sạch. Chú buổi tối bơm nước rửa ngõ sạc xuống để đất đến sạch. Mẹ hay bơm nước rửa, chú tràn đứng thế để tràn rất là sạch, sạch một chỗ đơn. Cụm phong lan này rất là đẹp các bạn nhá. Ngoài cái cảnh gà lướng thì các bạn cùng ngắm cái hoa phong lan. Cụm phong lan rất là đẹp, tuyệt vời. Hãy subscribe.
bẫm tí nhá. Con gà này con gà cỏ. Bé bé. Giống như là dễ cháy lắm. Được có 3 cân. Nhìn lửa quá. Tí nữa sẽ bị cháy. Cháy là cháy nào được. Gà này gà cỏ nhá, chỉ ăn bột thôi, không ăn lá. Đấy, chân nó hơi đen thì cháy vỏ. Chân nó hơi đen thì. Nhìn hơi bẩn nhá. Nóng quá cháy vỏ. Loại này ăn thì nó không được thơm lắm đâu, nhưng mà nóng như này nhưng mà bị sợ cái nóng rồi. Nóng mới chín. Nó cháy vỏ bên trong nó sống ấy. Đúng là sống đúng nè. Để đốt than bên ngoài. Để đốt bên ngoài tí hết than thì có nướng. Lâu lắm. Đồ Tần muốn ăn được gì? Ơ? Đồ Tần để ra bên đây thì chứ. Thì để đun cho nó khô lên đi. Tần chắc là Tần hơn vợ Tần để mai ăn đi. Mai về bà tỉnh cho bà mẹ. Mai đi đâu à? Trong lán rồi, đuổi trong lán rồi. Đuổi trong... ấy. Cứ bao cái thằng tí thì phần bà bác được. Phải để cho các cháu vào câu cá bắt gà này. Đến này... ăn gà quả thân sẵn này. Nướng luôn trong đấy thì nó ngon đấy nhỉ. Úi đây ngồi. Úi đây. Nướng biết nướng gà này, nướng luôn ngoài đấy. Nướng gà bà máu. Mà bao giờ không bọc đất nướng là con nên chín âm người ta phải ngon. Mày đùa. Đấy hơi khó đấy. Món tiết canh gà nhá. Canh cây đắng nồng gà. Than sắp tàn hết rồi. Thích thì có vẻ là ấy lắm, nhưng mà ông đéo biết gì thì ông bỏ lát. Ba thằng hâm đi uống rượu đút lên xe thùng. Đây là món chiến lợi phẩm của ông chú nhá. Đấy, xem rồi đấy, xem rồi đấy. Tuấn đi vào đi. Cái đó chỉ mổ. Giống như người châu Phi khoe chiến lợi phẩm ấy. Cho chú vậy. Như vậy. Chờ đợi này.